Hi, xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Vingas Studio. Cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ video dạy nhảy ghệ đẹp của Vin. Thì video bây giờ đã đạt được hơn 60.000 lượt view rồi. Thì trong video dạy nhảy ghệ đẹp thì mọi người có comment rất là nhiều về hỏi về cách đánh hông cũng như là sử dụng hông như thế nào để cho đúng. Hôm nay Vin sẽ quyết định làm riêng một video nữa để hướng dẫn tất cả các bạn làm thế nào để đánh hông cho thật là xịn sò nha. Trước khi bắt đầu bài học thì Vin rất là mong tất cả các bạn sẽ có thể nhấn follow Instagram cũng như là subscribe kênh YouTube của Vin nha. Trong quá trình học mọi người có cảm thấy khó khăn gì thì hãy comment ngay bên dưới để Vin có thể giải đáp thắc mắc của tất cả các bạn nha. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu học ngay thôi. Rồi, đầu tiên là mình sẽ mở hai chân ra như thế này. Rồi, sau đó mình sẽ lùi. Nếu mà bạn nào chưa quen á, thì mình sẽ nhón cái phần chân này lên nè. Và mình đánh qua như vậy nè. Ok, bây giờ Vin sẽ chỉ chút nè. Đầu tiên là phần chân nha. Mọi người cứ đưa lên như vậy. Đó, đơn giản không? Qua và qua. Thì mọi người vừa đưa cái chân và mọi người vừa đẩy phần hông mình qua đây. 1, 2, 3 và 4. Ok, cũng khá là dễ đúng không? Rồi sau đó mình sẽ giữ cái phần người của mình nó thẳng nè. Tức là mình đừng có bị vậy nè, không có bị quay qua quay lại nè, ok không? Mà mình sẽ giữ cái phần người nó ở giữa. Mình đi như vậy thôi. Đó, mọi người thấy cái phần này nó không di chuyển không? Nó sẽ không quay quay như thế này ha. Rồi sau đó là cái phần hông nè. Cái phần hông này mọi người nè, bây giờ mình sẽ tấm xuống nè. Rồi sau đó mọi người đánh cái phần hông qua lại. Và mọi người phải cảm nhận được cái phần hông này nó đánh qua đánh lại nha. Ok không? Rồi, trước đây thì Vin có một video hướng dẫn đánh hông rồi. Nhưng mà nó khác một chút so với ở trên TikTok. Tức là cái cách đánh hông ở trên TikTok nó khác một chút. Thì cái đánh hông bình thường là mình sẽ đánh qua đánh lại như vậy ha. Ok. Rồi, còn cái này mình sẽ hơi nhón cái chân như cái phần đầu Vin đã hướng dẫn cho mọi người á. Thì mọi người đánh qua đánh lại như thế này. Ok không? Mình vừa nhón chân nè, đó. Sau khi mà mọi người quen nhón chân rồi thì mình sẽ không cần phải nhón chân nữa mà mình cứ hất cái hông lên thôi. Và mình giữ cái phần ngực thẳng ở giữa nha. Nhớ nha mọi người, giữ thẳng ở giữa thì nó mới tạo ra cái hiệu ứng giống như là lướt qua lướt lại vậy đó. Rồi, ok, đi đứng gần lại một chút nè. Đánh hông nè. 2, đi. 1, 2, 3, 4 và 5, 6, 7, 8. Ok, bây giờ mình đứng ở bên đây cho mọi người dễ nhìn nha. 1, 2, 3, 4. Ok không? Rồi, một lần nữa nha. 5, 6, 7, đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 1, 2. Đó, cứ thế là mọi người sẽ học cả hai bên luôn. Ok không? Mình giống như mình lắc lư cái người qua lại vậy đó. Nhưng mà mình sẽ đánh cái chân lên. Ok, và thế là chúng ta đã hoàn thành xong bài học ngày hôm nay. Thông qua video này, Vin rất là mong tất cả các bạn sẽ có thể hoàn thành cũng như là học được cách đánh hông hoàn chỉnh nhất nha. Vin có đọc rất là nhiều comment của các bạn yêu cầu rất là nhiều những bài hot trend. Nhưng mà hiện tại là Vin đang chưa có quá nhiều thời gian để làm nhiều video dạy nhảy hơn. Cho nên là Vin sẽ cố gắng làm được cái nào hay cái đó. Thì rất là mong tất cả các bạn sẽ luôn ủng hộ và subscribe kênh YouTube của Vin nha. Đừng quên like và share video này giúp Vin nha. Video đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp tất cả các bạn vào những video sau. Bye bye.